Mình có xoài của Út dùng, ủa của bà dùng. Xoài đây đồ chai ngon quá nè, tỷ xỉu luôn. Trời ơi, ngồi điện thoại của ai dữ trời luôn, chéo cẳng rồi ly rồi. Lan gọi điện cho Lan cái cần đi nước nha. Thôi đây rồi, chạy cho nó đi bộ vậy đi. Trời ơi, ủa tính ra âm cao hơn phải không? Âm Thịnh chứ. Ủa, Dương Thịnh nữa. Ta có mấy người phụ nữ. Ủa còn số rồi. Mẹ bên Nhiên. Vậy hả? Anh chịu qua đây. Ngồi với Nhiên nè. Nhỏ là xuống hết chưa? À, hết rồi đó, tụi mày còn có thằng Lâm nó đi chơi gì à? Đợi kìa. Anh Lâm, dạ. Ở ba nói chuyện với chị chưa dạ? Nhỏ hả ba? Dạ. Nè bạn này, bạn này là mấy người không nhậu đấy phải không? Ủa Lâm nó nói sao anh chị? Khải đi phải không? Lâm nó nói khỏi dưới nè. Dạ thôi mình ăn luôn đi sao anh?